chào cô chú anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay ba cô cháu mình cũng vẫn tiếp tục đi xuống ngay cái điểm cũ để mà bán ốc với dợp. Hôm nay hai anh em mình bắt á, nhưng bữa nay được con cua nữa cả nhà, được con cua chắc nửa ký sao là hạn gì đó. Thì mong rằng thì hôm nay sẽ mua may bán đắt. Năm mới thì chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và trở về hạnh phúc nha. Hôm nay ba cô cháu mình đây. Chào mà cô chú. Rồi, chào cả nhà luôn. Hôm nay mình có sức chiều cái mong đây cả nhà ơi. Hôm nay ba con cháu mua căn mới luôn 15 kg mà thành 30. Mua căn 15 kg mà lộn thành 30 kg. Để chạy vào giờ này bán chỗ này mát cả nhà. Đúng nha, mình ngồi bển. Hôm nay ngồi bển á. Mà tại vì bển nắng quá. Thì ba con cháu mình chạy đây bán trước đi cả nhà. Nó có mát, có bển mát thì mình lên bển. Rồi. Mai bao mớ luôn mới chịu. Bao mới gì? Mới năm mới mà. Này là năm mới cái gì? Năm mới là cái gì cũng phải mới rồi. Đây là dập. Dập đây đâu? Cái này là ở đâu? Dập này là dập 30. 30. Dập kia dập 40. Đây là ốc, đá. Hôm nay mong rằng sẽ được cô chú bạn ghé mua ủng hộ bạn cháu mình cho nó ăn. Có con cua à? Có con cua cả nhà ơi. Con cua chắc mình để thùng luôn á, mình để đây luôn. Giao bên bò luôn các bạn. Rồi trong căn đâu rồi? Đây. Ăn lên giữa luôn đi. Nhìn chỗ này là sao? Hôm nay là có mớ dợp nè cả nhà. Với được con cua. Đây là ốc đá. Rồi giờ là ba cậu cháu ngồi. Này khai trương đầu năm á cả nhà. Có gì mình bán nấy cả nhà ơi. Khai trương đầu năm mong rằng sẽ được may mắn cả nhà ơi. Có gì bán đó mà. Xe xuống thì giấy vắng lắm rồi đó. Chắc chiều mát á, ba cô cháu giờ qua mấy bển bán cả nhà. Mấy bển là chiều á, khách vãng lai du lịch ta đi về dễ bán hơn bên đây. Mong là bữa nay buôn bán đắt. Còn nước thôi. Đem nước còn đòn lắm. Dọp dốc đi anh ơi. Ốc với dợp đi anh. Giòn, rẻ tiền luôn á. À, 4.000 đồng. Nó lấy 5 món gì? Luộc chấm nước mắm với mấy hồi mình trụng củi xài với anh. Củ cải trắng. Giòn quá. Củ cải đỏ. Còn này là dập dừng. Được con cua nè, bữa nay bắt được có con cua. Bắt già và hán luôn. Đi chơi dưới vậy hả? Ốc này 40.000 đồng. Dạ dạ. Làm món gì thôi chứ? À mình luộc, mình làm nước mắm chua ngọt á. Mình ăn với lại mình trồng gói xài. Mình trồng gói xài đủ gì cũng ngon á. Nó có cái nó giòn mà nó thơm. Cái miệng nó dục nó bự lắm. Mà cái nước của nó thì nó rất là béo nhưng mà mình đập ra cực lắm. Chỉ lễ dàng cái là da cái dục nó khúc vậy nè. Cái đầu này nè. Bự lắm, nó bầu. Ăn thử cho biết. Vậy cái về mình rửa sạch cái mình ngâm là mình luộc mình ăn à, nó cũng về cái anh chỉ tay mình rửa cũng sạch, rửa sơ rồi ngâm ớt miếng rồi xong về rồi. Mình ngâm 10 phút ớt rồi cái sạch rồi là mình chỉ lấy cái tâm của mình xịa ra mình ăn thôi. Ở mấy cô chú anh chị ở Sài Gòn cũng khoái ốc này lắm. Dợp. Dạ. Dợp thì nướng mỡ hành. Em có mấy lần em cũng luộc sẵn á cho ăn thử á. Ăn ngon. Tại vì nhiều khi chưa biết ăn á. Ăn rồi là nghiện á. Trong cái đầu này
khả năng thử được. Vô hộ em ký 2 ký đi. Cái này về chữ ngâm rồi hả? Dạ. Dạ, dạ giữa là dần xong rồi ngâm chút xíu à. Cái ngâm chừng 10 phút hết là anh ăn lại. Luộc anh ăn lại. Chứ đâu có chờ gì nữa, không cần xịt cho nó mà nó thấy sạch nhiều nữa. Cái này này ngâm ớt rồi. Dạ. Ngâm cho nó cái miệng nó ra đó, cũng như ốc len cũng rồi vậy đó. Ngâm làm cho nó ra cái miệng nó le ra cái là cho nó sạch thôi. Cái này nữa, nó vậy cái nó sạch, nó nhả ra sạch rồi. Là mình cứ luộc thôi, mình lấy rồi đâu. Hốt căng cho chú ký. Ăn đi em lâu. Dạ. Tại em chờ mát á mua bởi sao. Tại vì lâu á anh mua ăn đi rồi. Ăn thử đi. Em vừa bán ngang này thứ bảy nhật á. Vừa bán cái đồ đó. Bỏ lên đi con. Hôm nay mới mua con mới luôn. Rồi đây 2 ký. 2 ký anh. Rồi hốt 2 ký. 3 ký trăm đi. Dạ. Không được anh ơi. Là cái lý này. Không được. Tại vì ốc này tụi em có được rồi. Mệt lắm. Dạ bắt cái này giác. Giác trong rừng giác da mệt lắm anh. Em giác da mỏi lưng luôn á. Anh thông cảm đi. Tại vì nói chung là nó không được. Dạ 2 ký anh. Con lẻ rồi. Có đâu? Cái để đó mấy. Có lấy bịch thêm không? Lấy thêm bịch anh. Mình cho nó khỏi nó giúp. Trở về anh dưới sạch anh ngâm ớt 10 phút à. Đông gỏi hoặc là anh luộc anh ăn vậy đó ha. Cảm ơn anh chị luôn. 3 ký 100 triệu. 45 nghìn. Dạ rồi tụi em bắt giác da cực lắm. Rồi cả nhà ơi, được anh với chị mở hàng được 2 ký ốc cả nhà. Ốc dạ. Với dạp đi anh, cua đi. Ốc dạp cua đi anh. Không bắt chừng á. Dạ. Dạ, làm YouTube. Làm YouTube luôn. Vừa làm vừa bán. Vừa đi bắt quay luôn. Em tên của em là Hoàng Thành Dùm Lắp. Ốc này tự em bắt không á, bắt ốc giờ cua luôn. Hôm nay bắt được ốc với cua à, con cua đó nè. Cho cái anh đó được 2 ký ốc tới giờ ba con cháu ngồi nãy giờ mấy tiếng đồng hồ luôn mà bữa nay hình như không đúng ngày rồi nay dầm thị trường cái cân này bán được có 2 ký ốc à, thị trường cái cân mới bán được có 2 ký ốc à, giờ con cháu mình gom về cả nhà ơi. Người ta bên đường bên đó đó tư người ta chỉ mình quá trời luôn không ai mua ha. Nay đang chai nhiều. Nay dầm lớn á cả nhà. Nay dầm lớn chai nhiều. Bây giờ đi đâu? Bây giờ đi mình luôn hả? Bây giờ mình đi. Bây giờ phía ốc rồi dồn luôn cái thùng này hết à. Nay là ngay ngày dầm luôn mà. Được con cua quá trời ngon luôn nè. Mà không có ai mua. Cua bự ghê luôn. Không mua thì về để cho Bác Kiều ăn luôn. Hút luôn. Cho Bác Kiều thưởng thức. Cho Bác Kiều ăn cua này đã luôn. Quang tôm luôn. Quay tôm cặp kia có gặp không? Đó, quay tôm mình thích. Tự nó ngon quá để cho cái chuyện mà. Xe còn nhiều lắm á cả nhà. Nhiều tại lắm. Vì bữa nay chai mà, không ăn chai là chắc cũng có bán được. Ê, bay bịch gì?
không này không. Cái ốc mình dùng vô đâu? Vô bánh bao kìa. Ốc bỏ vô bao đi. Giờ này còn xe chạy xuống nó chờ kìa. Không, xe đó xe mình. Còn mà mấy cô chú anh chị đi chơi rồi chờ về rồi. Căn 500 ngàn lỗ rồi. Mua căn 500 ngàn bán được 80. Từ từ gỡ là được chứ. Còn này tới phần ốc đó nha. Thôi tư ấy đi. Lấy cái gì? Nhi bằng bao thôi à. Một sáu đi. Bao cho sáu một con vô. Dồn cái bao miệng nhau. Ra ngoài. Ờ, đúng rồi. Chính xác. Giờ này cũng chiều rồi cả nhà. Khoảng 4 giờ rồi. Là giờ là ta tranh thủ là về. Với lại nói chung là hôm nay nói chung là chắc ăn chay là chắc uống. Giờ cậu cháu mình cuốn chọn đồ về. Đây có con cua để cho đàng hoàng. À không sao đâu, nhận vậy nè. Mua căn 15 kg mà thành 30 kg. Thành căn 30 kg. Hôm nay á bà cô cháu mình cũng không được may mắn cả nhà. Xin thành bữa đầu tiên đi bán. Hồi thì cả clip của anh em mình cháu mình đến đây tạm ngưng cả nhà. Cả nhà quý mến và cậu cháu mình, cả nhà xin được like và đăng ký để ủng hộ cho tinh thần cho anh em mình làm clip tiếp theo cho cả nhà xem nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà. Con chào tạm biệt ông bà cô chú. Ôi, chào cả nhà luôn, giờ ba cậu cháu chạy về cả nhà ơi.